Xin chào anh chị. Chào mừng anh chị đã đến với channel chứng khoán ATG tư vấn đầu tư. Hôm nay thế rất vui được gặp lại anh chị trong bản tin thị trường ngày 24 tháng 8 năm 2022 với chủ đề thị trường tiếp tục duy trì đà tăng và dòng bất động sản là tâm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và chúng ta cùng điểm qua là thị trường ngày hôm nay của chúng ta có những gì. Thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thị trường của chúng ta vẫn tiếp tục duy trì đà tăng tích cực vào phiên ngày hôm nay. Điểm số VN Index tăng 6,35 điểm, tương ứng với 0,5%. Và số mã tăng vẫn chiếm áp đảo so với số mã giảm ở trong thời điểm hiện tại, khi có 279 mã tăng và 172 mã giảm. Trong chỉ số VN30, ngày hôm nay tăng 4,41%, tương ứng với 0,34%, 4,41 điểm. Và chúng ta thấy rằng số mã tăng là 17 và số mã giảm là 12. Và ngày hôm nay các cổ phiếu tác động đến điểm số tăng của thị trường như là Vinamilk này, Techcombank này, Vietcombank, STB, DGC, VPBank, PNG, GEX. Và các cổ phiếu tác động đến điểm số giảm của thị trường như là Mansan, Hòa Phát và FPT. Như ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là thị trường hiện tại vẫn duy trì đà tăng, nhưng sáng ngày hôm nay là thị trường đã mở gap và khối lượng vẫn duy trì ở mức trung bình và mức thấp hơn so với trung bình 20 phiên. Vậy điều đó có tạo ra ý nghĩa như thế nào thì lát thế sẽ chia sẻ cụ thể. Còn chúng ta sẽ đến với giao dịch của nước ngoài ở trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay là khối ngoại tiếp tục bán ròng. Chúng ta thấy rằng trong những phiên gần đây là khối ngoại liên tục bán ròng, đặc biệt là những cái phiên tăng của thị trường. Ngày hôm nay khối ngoại bán ròng khoảng 160 tỷ và bán ròng chủ yếu như là DGC, KBC, CTG, Vietcombank, SSI, Hòa Phát. Khối tự doanh thì sao? Chúng ta thấy rằng trong những phiên trước, khối tự doanh cũng đã bán ròng với giá trị rất là lớn. Và ngày hôm nay thì khối tự doanh vẫn tiếp tục bán ròng khoảng 155 tỷ. Và bán ròng chủ yếu là các cổ phiếu trụ như là Mansan, GAT, MVKG, PNG, Vietcombank, CTG, Vinamilk. Đó là các cổ phiếu mà khối ngoại khi mà thấy các cổ phiếu này tăng. Đó là đối với khối tự doanh là họ cũng đã bán ròng ở trong cái thời gian hiện tại. Còn về đồ thị của thị trường trong ngày hôm nay sẽ diễn biến ra sao? Thì chúng ta thấy rằng đó là thị trường phiên ngày hôm nay là một phiên tăng điểm và đã có mở gap. Gap này là gap nhỏ trong phiên ngày hôm nay với khối lượng duy trì ở mức trung bình so với những cái phiên trước đó, nhưng so với đường MA20 là khối lượng hiện tại đang thấp hơn. Và chúng ta thấy rằng khi mà thị trường mở gap tăng như này thì có thể xác suất là thị trường có thể test lại. Đây chúng ta thấy rằng giai đoạn trước là thị trường cũng đã mở gap tăng và sau đó là thị trường đã test lại gap tăng về vùng hỗ trợ. Và như chúng ta đã biết rằng trong phiên ngày hôm qua là thị trường về vùng hỗ trợ và bật lên khá là tốt. Và phiên ngày hôm nay thì thanh khoản không đột biến. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng đã mở gap thì có thể sẽ có những cái nhịp rung lắc điều chỉnh để lấp cái khoảng trống này. Và khi mà thị trường có thể rung lắc điều chỉnh lấp cái khoảng trống thì những cái kịch bản nào có thể xảy ra? Thì thế đánh giá là nếu mà xét về tổng quan, về chúng ta nhìn thấy rằng vùng này là thị trường của chúng ta vẫn đang biến động ở quanh vùng tích lũy. Vừa qua là khi mà áp lực điều chỉnh xảy ra, và thế cũng đã chia sẻ với các anh chị là những cái phiên mà thế giảm tỷ trọng và thế bán ở đó là những cái phiên ngày 17 và 18 gần như là bán được ở cái mức giá cao nhất của rất nhiều các cổ phiếu, chẳng hạn trong đó có như là DIG này, Shell này và một số cổ phiếu khác là bán ở vùng giá khá là cao. Và đến cái vùng 1250 này, chúng ta thấy rằng sau khi mà thị trường điều chỉnh khoảng 20 điểm là thị trường cũng đã hồi phục trở lại ngay. Và vùng này bản chất vẫn đang biến động là vùng tích lũy. Và với cái trạng thái tích lũy như này thì đối với những anh chị mà vừa qua đã bán cổ phiếu rồi và chúng ta giữ khoảng độ 10 đến 20% cổ phiếu thì trong thời điểm này là chúng ta vẫn tiếp tục quan sát thêm diễn biến của thị trường cũng như là trạng thái của từng dòng cổ phiếu. Nếu có những cái cổ phiếu mà đạt điểm mua chuẩn và những cái cổ phiếu mà có những cái tín hiệu an toàn thì các anh chị vẫn có thể chúng ta sẽ giải ngân với tỷ trọng thấp. Lưu ý các anh chị nhé, với tỷ trọng thấp có thể chúng ta sẽ mua test trước. Mua test trước và chúng ta kỳ vọng là khi mua test như vậy thì chúng ta kỳ vọng là thị trường sẽ rung lắc biến động ở quanh vùng 1250, 1270 và sau đó bứt phá lên vùng 1300 điểm. Lưu ý các anh chị là khi các anh chị mua test thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái rủi ro là nếu thị trường xảy ra cái
áp lực điều chỉnh và áp lực bán mạnh. Và trong những phiên sắp tới thì cái việc mua test như vậy với cái tỷ trọng thấp thì sẽ không quá ảnh hưởng đến danh mục của chúng ta. Nghĩa là trong cái thời điểm này là khi thị trường tích lũy là chúng ta nên gọi là mua test nếu mà các anh chị thấy những cái cổ phiếu của mình tốt. Còn lát nữa thì sẽ phân tích và chia sẻ cụ thể với các anh chị về trạng thái của những cái dòng cổ phiếu đáng chú ý ở trong cái thời điểm hiện tại. Còn lưu ý các anh chị là trong thời điểm này khi mà thị trường đang biến động tích lũy, cái kịch bản là thị trường điều chỉnh có thể hoặc là điều chỉnh sâu vẫn có thể xảy ra khi cái áp lực bán và cái lực cung mạnh tại những cái vùng kháng cự vẫn có thể xảy ra, lưu ý các anh chị nhé. Tuy nhiên bên cạnh đó là kịch bản thị trường test lại rung lắc tích lũy và sau đó hướng về mốc 1.300 cũng có thể xảy ra. Thế nên là trong cái giai đoạn tích lũy này là các anh chị cần giữ cái tâm lý ở trạng thái là trung lập nhé. Chúng ta hoàn toàn trung lập với trạng thái của thị trường và với cái quyết định của đầu tư của mình. Và vừa qua thì chúng ta bán được cổ phiếu ở vùng giá khá là tốt. Thế nên là tâm lý của chúng ta bây giờ cũng khá là thoải mái. Rất nhiều các cổ phiếu vừa qua thì chúng ta thấy rằng hồi phục mạnh, nhưng đến cái thời điểm này vẫn chưa về những cái vùng giá cao mà chúng ta có thể bán ở trong cái thời gian vừa qua. Thế nên là với trạng thái thị trường như vậy thì chúng ta sẽ xem ngày hôm nay tâm điểm là các cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp là như thế nào. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là IDC có một đặc điểm là vừa qua cũng hồi phục và tăng khá mạnh cùng với thị trường chung. Chúng ta thấy rằng giai đoạn hồi phục và tăng khá mạnh ngày hôm nay thì cổ phiếu kéo vào cuối phiên và kéo vào ATC là cũng tăng điểm khá là mạnh. Nhưng có một cái điều mà đối với IDC là gần có những cái ngưỡng kháng cự mạnh ở vùng 70, trên vùng 70-71 thì đây là những cái vùng kháng cự mạnh của IDC. Và đây là cái cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng trong ngắn hạn là đang thu hút tiền khá là tốt. Nếu mà các anh chị mua ở vùng giá cao của phiên ngày hôm nay thì cũng sẽ có những cái rủi ro áp lực điều chỉnh trả lại điểm số tăng trong phiên ngày hôm qua rồi sau đó mới đi lên. Thì nhìn chung vào trạng thái chúng ta thấy rằng dòng bất động sản khu công nghiệp hiện tại vẫn đang là dòng mạnh hơn thị trường vì rất nhiều các cổ phiếu đã về gần đỉnh hoặc là vượt đỉnh so với cái giai đoạn tháng 4, tháng 5 vừa qua. Thì đó là các cổ phiếu dòng bất động sản khu công nghiệp đang cho thấy rằng trạng thái là khá là mạnh. Về tất cả về xu hướng và động lực thì chúng ta thấy rằng các cổ phiếu dòng này vẫn duy trì một cái đà tăng. Liệu cơ hội để tham gia cổ phiếu này, các cổ phiếu này còn hay không? Thì theo thầy đánh giá là chúng ta sẽ phải quan sát thêm. Giả sử nếu mà các anh chị mua được ở quanh những cái vùng nền ngày hôm nay quanh vùng 64-65, nếu mà các anh chị mua được thì chúng ta tiếp tục là chúng ta nắm giữ. Còn nếu mà các anh chị mà chưa mua thì chúng ta phải chờ, chúng ta quan sát thêm. Chứ chúng ta mua ở vùng giá cao thì cái áp lực ngắn hạn điều chỉnh vẫn có thể là sẽ xảy ra ở trong cái thời điểm hiện tại. IDC bên cạnh đó là có các cổ phiếu chúng ta thấy rằng VGC là cái cổ phiếu khá là mạnh. Phiên ngày hôm nay không như IDC là khối lượng không quá là đột biến so với những cái phiên giao dịch trước đó. Nhưng về xét về xu hướng thì cổ phiếu này chúng ta thấy rằng vẫn đang duy trì một cái xu hướng tăng. Lưu ý với các anh chị là đối với VGC, bản chất là cái cổ phiếu dẫn dắt của dòng bất động sản khu công nghiệp và bản chất hiện tại vẫn đang duy trì một cái đà tăng khá là tốt. Và hiện tại các anh chị cũng không nên quá là sốt ruột. Cơ hội chúng ta có thể bỏ qua, nhưng vấn đề là chúng ta tránh cái việc mà chúng ta đặt cược khi mà chúng ta mua, cái rủi ro của chúng ta quá lớn thì chúng ta cũng không nên cái đặt cược cái rủi ro, mà vấn đề là chúng ta cứ lựa chọn an toàn. Trên thị trường chứng khoán còn tiền là còn cơ hội và thị trường còn xu hướng tăng thì chúng ta sẽ tìm kiếm được những cái cổ phiếu tốt. Thế này chị chưa quá vội, nếu đúng điểm của chúng ta điều chỉnh với khối lượng thấp test lại và chạm vào những vùng hỗ trợ thì thế sẽ khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ mua test dần. Nhưng hiện tại là chúng ta cần phải quan sát thêm. Và về xu hướng hiện tại dòng bất động sản khu công nghiệp chúng ta thấy là vẫn đang duy trì một cái trạng thái mạnh nhất so với thị trường. BCM chúng ta thấy rằng đây là một cái phiên bứt phá hút tiền khá là tốt này. Sau đó cổ phiếu cũng đã có những cái sự rung lắc test lại những cái vùng đỉnh cũ. Đây là những cái trạng thái test lại những cái vùng đỉnh cũ và xu hướng là vẫn cho một cái duy trì một xu hướng tăng. Và chúng ta thấy rằng các cổ phiếu này đã phân phối được chưa? Các nhà tổ chức và nhà đầu tư lớn họ đã phân phối hàng ra chưa? Thì theo thế đánh giá là họ chưa phân phối được cổ phiếu của mình ra. Các anh chị nhìn thấy là đây là những cái phiên tăng, là những cái phiên mà tổ chức và những cái đội lái hoặc tổ chức nhà đầu tư lớn họ liên tục họ đẩy cổ phiếu
phiếu tăng lên. Và trong quá trình đẩy thì đương nhiên cũng sẽ có những cái trạng thái mà bán ra. Họ mua vào 10, họ có thể bán ra 4, bán ra 5. Nhưng để mà họ có thể bán được ra hết hay chưa thì với những cái trạng thái về khối lượng như này thì thế đánh giá là chưa bán ra. Và với những nhà đầu tư lớn, đội lái hoặc là những nhà đầu tư tổ chức họ chưa bán ra thì xu hướng của các cổ phiếu này là còn tăng ở trong thời gian tới. Tuy nhiên là khi mà bứt phá tăng khoảng độ 10% như này thì có vẻ cổ phiếu sẽ test lại tích lũy rồi tiếp tục mới duy trì đà tăng, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng xét về trend xu hướng là dòng này đang cho những cái trạng thái mạnh nhất của thị trường. Ngoài ra chúng ta cũng có những cái cổ phiếu chẳng hạn như là KBC. KBC thì không bứt phá vượt đỉnh mạnh như các cổ phiếu khác. Tuy nhiên là đến vùng này thì thế đang thấy rằng có KBC cũng đang có dấu hiệu là xác suất cao là sẽ duy trì và trở lại cái đà tăng ở trong thời gian tới. Thì đối với cổ phiếu này thì các anh chị cũng có thể là chúng ta sẽ theo dõi ở trong những cái phiên tiếp theo. SJC. SJC ngày hôm nay cũng bứt phá và thu hút tiền. So với trạng thái của VGC, IDC và BCM thì SJC thì đang có những cái trạng thái yếu hơn, hoặc là PHR cũng đang có những cái trạng thái yếu hơn. KBC thì mạnh hơn. KBC thì mạnh hơn thì chúng ta thấy rằng đây cũng là những cái trạng thái khá là tốt của KBC. Thì ngắn hạn thì các anh chị có thể theo dõi thêm đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên là nếu mà gọi xét về cái sự dẫn dắt thì chúng ta vẫn sẽ quan sát ba cổ phiếu đang có kênh trên và duy trì đà tăng rất là tốt như VGC, IDC và BCM, đó là ba cổ phiếu của dòng bất động sản khu công nghiệp. Và các cổ phiếu dòng này vẫn đang duy trì một cái đà tăng và nhà đầu tư lớn họ chưa phân phối ra thì xác suất là sẽ duy trì đà tăng tiếp theo cùng với thị trường chung ở trong những thời gian tới. Thì chúng ta cùng sẽ xem xét, lưu ý và chúng ta sẽ quan sát kỹ hơn đối với các cổ phiếu dòng này. Đó là chia sẻ với các anh chị về các cổ phiếu của dòng bất động sản khu công nghiệp trong ngày hôm nay. Ngoài ra có một dòng ở trong thời điểm hiện tại là các anh chị cũng sẽ lưu ý, đó là các cổ phiếu ngành điện. Ngành điện thì các anh chị sẽ chú ý đến đối với các cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng đang có những cái trạng thái tích lũy, chẳng hạn như đối với cổ phiếu RE. RE trạng thái xu hướng là không bứt thoát, gọi là về kênh xu hướng là không bứt phá mạnh so với các cổ phiếu khác. Tuy nhiên là hiện tại về xu hướng vẫn đang duy trì một cái xu hướng tăng tốt. Thì đối với cổ phiếu RE ở trong thời điểm hiện tại, đây cũng là cái cổ phiếu mà các anh chị có thể quan sát ở trong những thời gian tới đang có những cái trạng thái chúng ta thấy rằng đến đây này test lại sớm hơn so với những cái dự kiến, và hiện tại lại đang duy trì một cái đà tăng. Thì RE cũng là một cái cổ phiếu mà đang tích lũy khá là tốt, thì các anh chị sẽ xem xét ở trong những phiên tới. PC One cũng là cái cổ phiếu mà các anh chị chúng ta sẽ quan sát thời gian tới, vì trong cái nền tích lũy như này thì chúng ta thấy rằng đây là những cái phiên thu hút tiền, là cho thấy là dòng tiền lớn đang có dấu hiệu quay trở lại đối với cổ phiếu này. Và tuy nhiên những nhà đầu tư cá nhân vẫn tham gia, thế nên là đã xảy ra những cái trạng thái rung lắc rũ bỏ, rung lắc rũ bỏ. Chúng ta thấy rằng đây là những cái trạng thái thu hút tiền này, và sau đó là những cái trạng thái rung lắc rũ bỏ và khối lượng thấp như này là tốt. Lưu ý các anh chị nhé, đây là rũ bỏ nhà đầu tư, chứng tỏ là rất nhiều nhà đầu tư vẫn còn quan tâm, thế nên là cái khối lượng còn cao hơn so với cái mức trung bình. Tuy nhiên đến cái vùng này thì chúng ta thấy rằng đó là khối lượng đang thấp hơn, cho thấy là nhà đầu tư cá nhân đang dần có xu hướng là rời bỏ cổ phiếu này, và sau đó là cổ phiếu chỉ cần một cái lượng lực rất là nhỏ là cổ phiếu có thể tăng mạnh. Về xét về trạng thái là xu hướng vẫn là kênh xu hướng đi lên, hiện tại vẫn đang có những cái trạng thái tích lũy, thì đây cũng là những cái cổ phiếu mà các anh chị sẽ quan sát ở trong những cái trong những phiên giao dịch tiếp theo. Hoặc là GEG cũng đang có những cái trạng thái tích lũy khá tốt. Thì ngày hôm nay đó là thế chia sẻ sâu hơn với anh chị về các cổ phiếu của dòng bất động sản khu công nghiệp là chúng ta cũng cần phải theo dõi này. Bên cạnh đó là các cổ phiếu dòng điện cũng đang có dấu hiệu tích lũy khá là tốt ở trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là có Hà Đô cũng đang có những cái trạng thái mà cũng chúng ta thấy rằng đáy sau cao hơn đáy trước và vẫn đang duy trì một cái xu hướng tăng, thì đây cũng là cái cổ phiếu mà các anh chị cần quan sát ở trong thời gian tới. Lưu ý với các anh chị là chẳng hạn như là dòng bất động sản khu công nghiệp và dòng điện là vẫn đang duy trì một cái xu hướng tăng ấy, thì theo các anh chị là tại sao các cổ phiếu này lại cần phải có những cái thời điểm
gọi là chạy nước rút. Các anh chị không biết là nhiều anh chị đã hiểu về cái thuật ngữ chạy nước rút chưa? Tại sao lại phải cần có chạy nước rút? Thì thế giải thích đơn giản cho các anh chị như sau. Đó là trong quá trình kéo lên của một cổ phiếu, chúng ta thấy rằng trong quá trình kéo lên cổ phiếu thì để có thể phân phối được cổ phiếu ra, thực ra đối với những tổ chức nhà đầu tư lớn thì họ họ luôn có cổ phiếu, và họ sẽ có nhiều hơn cổ phiếu khi cái cổ phiếu đó ở quanh những cái vùng giá thấp hoặc là vùng hỗ trợ mạnh và quanh những vùng giá thấp, và họ có ít cổ phiếu hơn so với trạng thái đó là ở trên những cái vùng đỉnh. Và đây là những cái trạng thái. Nhưng tại sao lại phải có chạy nước rút? Chạy nước rút là cái thời điểm, lưu ý về trạng thái, đó là cổ phiếu tăng rất mạnh ở trong một cái thời gian ngắn. Đây chúng ta thấy rằng đây là cái giai đoạn chạy nước rút này, và cổ phiếu tăng rất mạnh, và chúng ta có thể thấy rằng đó là cổ phiếu tăng từ giá 43 lên giá 83, nghĩa là cổ phiếu gần tăng 100%. Thì tại sao phải có nước rút như này? Nước rút như này để thu hút cái nhà đầu tư cá nhân ở bên ngoài cùng theo dõi cổ phiếu này, và để tạo ra cái sự hưng phấn cực độ cho nhà đầu tư. Nếu nhà đầu tư chưa tham gia thì bắt đầu tiếp tục kéo lên và bắt đầu xả cổ phiếu của những nhà đầu tư lớn. Và tại những cái vùng này ấy, thì chia sẻ với anh chị ở nhà đầu tư tổ chức thì họ chỉ mua tầm khoảng độ 2 đến 3 phần và họ bán ra 10 phần, và họ chỉ cần mua đến 2 3 phần để kích hoạt cái đà tăng của cổ phiếu, và nhà đầu tư cá nhân sẽ tham gia rất nhiều. Và có thể chúng ta thấy rằng trên báo chí, trên diễn đàn hoặc là trên các kênh thông tin đại chúng thì liên tục kỳ vọng rằng cổ phiếu này có thể tăng lên 100, 200 hoặc là thậm chí còn cao hơn nữa. Thế nên là nhà đầu tư cá nhân bất chấp gọi là về xu hướng cổ phiếu, bất chấp về trạng thái cổ phiếu đã tăng nóng ở trong thời gian ngắn hạn, vẫn tiếp tục đu vào, và chỉ cần một mồi lửa rất là nhỏ đối với những nhà đầu tư của nhà đầu tư tổ chức, họ mua vào chỉ 2 đến 3 phần thôi là kích hoạt nhà đầu tư cá nhân mua vào rất nhiều, và khi mua vào thì họ bắt đầu phân phối ra cho nhà đầu tư cá nhân. Lưu ý với các anh chị là không bao giờ họ phân phối được hết, mà vấn đề là họ chỉ có ít cổ phiếu hơn tại những cái vùng đỉnh và nhiều cổ phiếu hơn tại những cái vùng giá đáy, và cái lượng ít cổ phiếu đó là sẽ phân phối ra những nhà đầu tư bên ngoài và những nhà đầu tư cá nhân, và tại những cái vùng đáy thì họ có xu hướng là mua vào. Và lý do là họ mua vào cũng rất là khéo, và họ mua vào với cái chúng ta thấy rằng khối lượng rất là thấp này, và khi thấy nhà đầu tư cá nhân chán nản rồi thì bắt đầu họ có dấu hiệu là đánh lên và bắt đầu thể hiện bằng cái dòng tiền. Lưu ý các anh chị nhé, bắt đầu họ sẽ kích hoạt cái dòng tiền tham gia thị trường, và cái trong những cái trạng thái như thế này thì là họ mua nhiều hơn là ở cái mức giá bán. Đến cái thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng ba cây khối lượng khá lớn như này thì để cho nhà đầu tư cá nhân là sẽ thu hút vào đối với cổ phiếu này, tuy nhiên là chưa có dấu hiệu chạy nước rút. Và lưu ý với các anh chị, nếu mà các anh chị nhận ra cổ phiếu bắt đầu chạy nước rút thì các anh chị vẫn có thể kiếm được tầm 15-20% hoặc thậm chí là còn cao hơn nữa nếu mà chúng ta nhìn nhận và chúng ta đánh giá đúng cổ phiếu. Thì còn trong vùng này thì thế đánh giá rằng là hiện tại vẫn nhà đầu tư tổ chức vẫn đang có xu hướng là đẩy cổ phiếu lên và chưa có dấu hiệu kết thúc. Thế nên là chúng ta sẽ quan sát là khi mà chưa có dấu hiệu kết thúc thì kênh xu hướng vẫn còn duy trì, hoặc là những cái dòng điện như thế vừa chia sẻ đó là có những cái trạng thái tích lũy khá tốt như PC1RE, chúng ta GEG chúng ta cũng cần phải quan sát ở trong những phiên sắp tới. Đó là những cái dòng hiện tại đang được ít nhà đầu tư chú ý và đang tích lũy khá là tốt với cái mức an toàn rất là cao. Giả sử thị trường chung có điều chỉnh đi chăng nữa thì đối với các cổ phiếu này cái rủi ro thì đánh giá vẫn ở mức thấp đối với các cổ phiếu ngành điện, đúng không ạ? Còn về trạng thái của các cổ phiếu ở dòng thị trường như hôm qua thế cũng đã chia sẻ ở trong video thì các anh chị có thể xem lại. Thì hiện tại thì thế đánh giá là xu hướng trạng thái chủ yếu, trạng thái vẫn đang là rung lắc, rũ bỏ và tích lũy ở trong cái vùng hiện tại. Thì đối với các cổ phiếu ở dòng ngân hàng, những lưu ý nhé, những anh chị nào có câu hỏi, có thắc mắc về cổ phiếu thì các anh chị có thể inbox cho thế, các anh chị có thể comment ở bên dưới để thế có thể hỗ trợ và trả lời các anh chị một cách tốt hơn. Về dòng ngân hàng thì chúng ta thấy rằng xu hướng trạng thái chủ đạo vẫn là tích lũy, và theo quan điểm của thế đánh giá là khi mà thị trường có thể vượt vùng 1.300 điểm hoặc là hướng tới những cái vùng cao hơn thì dòng ngân hàng sẽ thể hiện cái vai trò của mình đang tích lũy khá tốt
dòng này thì sẽ yếu hơn so với các cổ phiếu dòng khác. Dòng ngân hàng đại diện như là STB và VP Bank. VP Bank cũng đang có những trạng thái thu hút tiền và đang tích lũy khá là tốt ở vùng này, thì các anh chị cũng sẽ theo dõi đối với cổ phiếu VP Bank ở trong cái thời điểm hiện tại. Còn đối với các cổ phiếu dòng chứng khoán thì điển hình chẳng hạn như là VCI. VCI thì sau cái phiên tăng mạnh ngày hôm qua thì phiên ngày hôm nay là một cái cây nến doji với khối lượng thấp như này, thì cho thấy rằng hiện tại trạng thái là nhà đầu tư muốn muốn chốt lời, muốn bán ra, cái lực cung thì cũng chưa có quá nhiều trong thời điểm hiện tại. Chỉ có một cái điểm trừ, đó là VCI đang khá gần cái đường MA 200, thì đấy cái điểm trừ như vậy. Thế nên để vượt được cái đường MA 200 thì sẽ làm mất thời gian ở trong cái thời điểm hiện tại. Còn phiên ngày hôm nay test lại với cái khối lượng cũng khá là ổn này. VCI hoặc là HCM vẫn đang có một cái trạng thái mà test lại với khối lượng thấp này, thì vùng này bản chất vẫn đang là vùng tích lũy, và đối với cổ phiếu HCM vừa qua tích lũy khá là dài, thì các anh chị sẽ quan sát. Và theo quan điểm của Thế chia sẻ trong các video trước cũng đã trao đổi với các anh chị rồi, đó là các cổ phiếu dòng chứng khoán sắp tới được hưởng lợi bởi khi Ủy ban chứng khoán áp dụng, đó là sẽ giao dịch T2.5 và thanh khoản là sẽ theo Thế đánh giá tăng lên khoảng độ 20-25% thanh khoản toàn thị trường. Và khi thanh khoản như vậy thì các công ty chứng khoán được hưởng lợi, kết quả kinh doanh cũng sẽ là tích cực hơn, nhà đầu tư cũng sẽ là phấn khởi hơn. Và dòng chứng khoán hiện tại đang là dòng bám sát, rất sát xu hướng của thị trường chung. Thế nên với cái đánh giá của Thế đánh giá là thị trường chung có thể sẽ duy trì sóng đến hết tháng 9 hoặc là đầu tháng 10. Thế nên là dòng chứng khoán sẽ còn một cái nhịp tăng nữa. Nhưng quan trọng bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái bài toán. Vừa qua là HCM thì Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị mua từ rất là sớm rồi. Rất là sớm thì Thế bắt đầu quay trở lại thị trường từ ngày mùng 5 tháng 7. Thì đã khuyến nghị các anh chị mua khá là sớm. Và đến hiện tại thì một số các anh chị đã chốt rồi, và một số các anh chị hiện tại vẫn đang nắm giữ một phần. Thì bây giờ bài toán đặt ra là chúng ta sẽ canh cái vùng giá nào hợp lý và vùng giá nào an toàn nhất để chúng ta vào thôi. Còn vùng này vẫn đang tích lũy, thì theo Thế đánh giá là quan điểm của Thế vẫn là quan sát thêm, chúng ta sẽ chờ đợi những cái vùng giá an toàn hơn. Đấy là về dòng chứng khoán. Còn dòng chứng khoán là sẽ còn một cái nhịp tăng, có thể sẽ tăng 10-15% hoặc thậm chí là 20%. Và nếu mà các anh chị biết sử dụng cái lượng margin ấy, 1-1 chẳng hạn, nếu mà cổ phiếu tăng được 15%, các anh chị sử dụng margin đó là 1-1 thì tài khoản các anh chị có thể là tăng 40%. Đó là cái mức sinh lời khá tốt. Và dòng chứng khoán cũng là cái dòng đặc biệt lưu ý ở trong thời gian tới. Và bây giờ bài toán là canh về những cái vùng hỗ trợ nào để chúng ta có thể mua một cách an toàn nhất. Đó là về dòng chứng khoán ở trong thời điểm hiện tại. Dòng bất động sản thì hiện tại vẫn đang có những trạng thái tích lũy. Ngày hôm nay test lại với khối lượng thấp thì chúng ta vẫn sẽ quan sát thêm. Dòng bất động sản vừa qua là dòng điều chỉnh nhiều hơn so với dòng ngân hàng và so với dòng chứng khoán, thì bất động sản đang điều chỉnh nhiều hơn. Cái áp lực bán thì chúng ta cũng thấy là xuất hiện nhiều hơn. Tuy nhiên là chúng ta ở vùng này là đang biến động quanh những cái vùng đường hỗ trợ, biến động quanh đường hỗ trợ MA20, thì chúng ta vẫn sẽ là quan sát thêm đối với các cổ phiếu dòng này nhé. Và Thế vẫn đánh giá dòng này vẫn đang duy trì một cái xu hướng tăng tốt và chưa có dấu hiệu chạy nước rút ở trong ngắn hạn. Thế nên là xu hướng sẽ vẫn còn. Và cũng như câu hỏi của dòng chứng khoán, đó là chúng ta sẽ chọn những cái vùng giá nào hợp lý nhất để chúng ta tham gia. Về dòng thép hiện tại cũng đang có những cái trạng thái tích lũy khá là tốt. Thì hiện tại sau khi mà chạm vùng hỗ trợ thì dòng thép cũng đang có xu hướng là quay trở lại những vùng đỉnh cũ, thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Dòng này bản chất ở thời gian vừa qua là cũng chưa tăng quá mạnh so với dòng chứng khoán hoặc là so với dòng bất động sản. Thế nên là đây cũng là những cái lựa chọn an toàn cho những nhà đầu tư của chúng ta. Nhưng vẫn là một cái câu hỏi chung, đó là mua vùng nào sẽ là hợp lý nhất. Còn về xu hướng vẫn đang duy trì một xu hướng tăng nhé. Và dòng thép thì các anh chị chỉ nên lựa chọn đó là Hoa Sen hoặc Nam Kim nếu các anh chị có thể tham gia thôi. Còn trạng thái hiện tại vẫn đang tích lũy, thì Thế vẫn đánh giá là đây là vùng tích lũy và chúng ta chưa biết là có rũ bỏ thêm không, hay là sẽ là tiếp tục tích lũy rồi lại tăng. Thì cái đấy này chúng ta lại phải quan sát thêm. Và dòng này cũng đang biến động theo những cái xu hướng của thị trường. Dòng thép chưa có dấu hiệu chạy nước rút, chưa có sự phân phối quá là mạnh. Thế nên là xu hướng sẽ vẫn còn tăng ở trong những cái thời gian tới, và chúng ta cần chờ đợi.
một dòng khá là hot ở trong thời điểm hiện tại và duy trì một cái đà tăng. Tuy nhiên là hiện tại thì vừa qua thì Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia PVD. Đây là cổ phiếu chia rồi đúng không ạ? Thì tại những cái vùng này thì Thế cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia PVD và nhiều anh chị cũng đã chốt rồi. Và đến cái vùng này thì một số anh chị cũng hỏi Thế rằng là chúng ta có nên tham gia hay không? Và theo Thế đánh giá là đối với PVD ở vùng này thì không còn những cái điểm mua an toàn nữa. Và cái thứ hai là đang biến động về những cái vùng kháng cự. Đó là đây là những cái vùng đỉnh cũ và vùng này thì là vùng kháng cự khá là lớn. Và Thế đánh giá là để vượt qua vùng này thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Và cái thứ hai nữa là trùng với đường MA200 thì trạng thái vượt qua là đây là một cái cổ phiếu khá là mạnh của dòng dầu khí. Nhưng vấn đề là vùng hiện tại không còn là cái vùng mua an toàn cho chúng ta nữa. Đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư đánh T cộng, có thể chúng ta sẽ dựa vào vùng này để chúng ta chốt lời dần. Còn đối với nhà đầu tư trung hạn và dài hạn hơn thì các anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ, vì xu hướng của cổ phiếu vẫn đang là một xu hướng khá là mạnh. Chúng ta tiếp đến với các cổ phiếu PVS thì là yếu hơn và mạnh nhất là PVD. Trong cái thời điểm hiện tại, BSR thì cũng có những sự hồi phục, nhưng mà chúng ta thấy rằng trend PVD vẫn là cổ phiếu mạnh nhất và hiện tại là không còn những cái điểm mua an toàn nhé. Và chúng ta sẽ xem cái sự tích lũy của cổ phiếu tại vùng này hoặc là sự điều chỉnh của cổ phiếu ra sao, thì chúng ta khi nào đủ sự an toàn thì chúng ta mới tham gia. Lưu ý với các anh chị nhé, nhiều lúc không biết là các anh chị có hay bị mắc tâm lý như này không, nhiều lúc là chúng ta cứ cố mua cổ phiếu mà xong mua xong thì chúng ta thấy rằng không mua thì cổ phiếu còn tăng, nhưng mà mua xong thì cổ phiếu lại điều chỉnh. Và nhiều anh chị hay chia sẻ biết thế không mua. Thế nên là vấn đề là chúng ta phải có những cái nguyên tắc, cái quy tắc là nếu cái điểm mua của chúng ta còn an toàn hay không. Còn nếu mà không còn an toàn thì thôi, chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta quan sát, thà bỏ qua cơ hội còn hơn là chúng ta vào ẩu, còn hơn là vào mà chúng ta không tính toán được cái biên lợi nhuận và cái rủi ro ra sao, thì như vậy rất là nguy hiểm cho những nhà đầu tư cá nhân của chúng ta. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta không chủ động trước cái kịch bản xấu nhất của thị trường mà chúng ta cứ mua mua bán bán, thì như vậy chúng ta rất dễ là chúng ta sẽ bị rủi ro cao. Lưu ý với các anh chị nhé, cái việc mà khi mà thị trường có những cái biến động lớn ấy, mà chúng ta không xử lý ấy, thì trong một cái nhịp điều chỉnh thì không sao, nhưng rất nhiều các anh chị sẽ dính vào đó là lần này chúng ta không bán thì cổ phiếu lại lên. Tuy nhiên có những đợt mà cổ phiếu gãy chen, các anh chị không bán, thì đó là cái thời điểm mà các anh chị mất tiền nhiều nhất. Và em thấy đánh giá rằng đó là trong một cái xu hướng tăng thì điều chỉnh các anh chị mất rất ít tiền, hoặc là các anh chị không mất tiền, vì các anh chị nếu mà nắm giữ cổ phiếu thì cổ phiếu lại lên. Nhưng cái điều mà các anh chị mất tiền nhất đó là khi mà cổ phiếu vi phạm nguyên tắc và các anh chị không bán. Và khi cổ phiếu tạo đỉnh thì có thể rơi từ 20-30% hoặc thậm chí 50-60-70% so với vùng giá đỉnh, và cái tài khoản của anh chị bị câu margin, bị giảm tỷ trọng và bắt buộc phải bán ra. Sau đó là sau đó là các anh chị tài khoản đương nhiên là khi mà giảm khoảng độ 50% thì các anh chị phải nhân đôi thì mới hòa vốn. Và rất nhiều nhà đầu tư mất tiền vì không bán cổ phiếu khi cổ phiếu gãy chen. Thế thì nguyên tắc nào giúp chúng ta tồn tại ở trên thị trường? Đó là chúng ta phải quản trị rủi ro. Và trong các video về thị trường trước, ngày hôm trước thì Thế cũng đã chia sẻ về góc nhìn và quan điểm của Thế và hệ thống ATG về quản trị rủi ro, thì các anh chị có thể xem lại. Và đây một điều rất là quan trọng. Thì Thế xin chia sẻ ngắn gọn như sau. Về các dòng cổ phiếu thì Thế cũng đã chia sẻ rồi. Đó là vào chẳng hạn nhé, chúng ta lưu ý hiện tại đây là một cái nhịp hồi, nhịp hồi trong một cái xu hướng lớn là một cái xu hướng giảm, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những cái trạng thái nhỉ. Chúng ta thấy rằng đây là một cái sóng hồi khá là lớn đúng không ạ, của giai đoạn 2018, thì chúng ta thấy rằng đây là nhịp điều chỉnh, các anh chị không bán, sau đó cổ phiếu lại kéo lên. Đây là một cái nhịp điều chỉnh khá lớn và chúng ta các anh chị không bán, sau cổ phiếu lại kéo lên. Và đây là một cái nhịp rơi. Đây là một nhịp rơi thực sự. Lưu ý với các anh chị nhé, đây là một nhịp rơi thực sự. Nếu anh chị nghĩ rằng ở đây thôi không bán vì kiểu gì là thị trường sẽ kéo lên liên tiếp, thì đó là tư duy sai lầm. Thế nên là mặc dù các anh chị có thể bán ở vùng này, các anh chị mua lại ở vùng này không sao, nhưng vấn đề chúng ta phải bắt buộc quản trị theo đúng cái nguyên tắc rủi ro của chúng ta. Lỗ 5%, bán 1/2, không nghĩ nhiều.
kệ mai thị trường lên, chúng ta không quan tâm, lỗ 7% là phải bán hết, lưu ý các anh chị. Và điển hình ở trong đó chia sẻ với chị các cổ phiếu chẳng hạn như HCM hoặc là SI. SI lên rất là nhọc nhằn trong một tháng rưỡi vừa lên vừa chỉnh, thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu cũng đã tăng được hơn 30% từ đáy lên. Tuy nhiên là khi mà cổ phiếu gãy chen thì cổ phiếu gần như lại về bờ, chúng ta thấy rằng gần như lại về bờ. Nếu chỉ trong thời gian ngắn thôi, nếu mà các anh chị mua ở đây, chúng ta mua ở đây xong đó chúng ta không bán khi điều chỉnh này thì cổ phiếu lại lên tiếp. Ở đây điều chỉnh chúng ta không bán lên tiếp, nhưng ở đây các anh chị không bán thì cổ phiếu sẽ bị lỗ rất là nặng. Thế nên là cái nguyên tắc của chúng ta phải quản trị rủi ro chặt chẽ nhá. Và trước khi tham gia, chúng ta lên danh sách các cổ phiếu có tiềm năng để chúng ta tham gia, và chúng ta sẽ lựa chọn cái điểm mua. Chẳng hạn như PVD, rất nhiều anh chị chia sẻ là cổ phiếu này đang hút tiền khá là tốt, có nên mua hay không. Thực ra là đồng ý với các anh chị, đây là cổ phiếu mạnh nhưng không còn điểm mua an toàn nữa. Thế các anh chị cần phải lưu ý nhé, chúng ta quản trị rủi ro chặt chẽ. Vâng, thế xin tổng kết lại với cái xu hướng ở thị trường ở trong thời điểm hiện tại, đó là thị trường vẫn đang biến động quanh vùng tích lũy, và những cái kịch bản phiên ngày hôm nay chưa kết luận được là thị trường của chúng ta có điều chỉnh lại hay là thị trường của chúng ta kéo lên, vì cái gap mở ra trong ngày hôm nay đã xuất hiện và có thể sẽ bị điều chỉnh ngắn, cũng như là khối lượng không quá đột biến. Chúng ta thấy khối lượng ở mức thấp, thế nên là chúng ta cần phải quan sát thêm. Nhưng cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là chúng ta sẽ tập trung vào trạng thái của từng dòng cổ phiếu và từng cổ phiếu để chúng ta đưa ra cái quyết định đầu tư là một cách tốt nhất. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi bản tin thị trường ngày 24 tháng 8 năm 2022 của hệ thống đầu tư ATG. Các anh chị nhớ like video nhé và đăng ký kênh để ủng hộ Thế và hệ thống đầu tư ATG. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những bản tin tiếp theo. Xin chào.